Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là sau nhiều tháng mong chờ, chiều nay đã có một tin rất vui là Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước kể từ ngày 15 tháng 11 tới và thời gian kéo dài là 6 tháng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 10, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo nghị định của Chính phủ về việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, áp dụng từ ngày 15 tháng 11 năm nay đến hết ngày 15 tháng 5 năm tới. Tuy nhiên, nếu Chính phủ ký ban hành nghị định sau ngày 15 tháng 11, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ thời gian thực hiện và hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 đến hết tháng 5 năm sau. Tức là thời gian giảm thì là vẫn là 6 tháng, nhưng có hiệu lực và kết thúc muộn hơn 15 ngày. Được biết, nghị định này dự kiến được ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn trên cơ sở kết luận trong cuộc họp thường trực của Chính phủ ngày 20 tháng 10 vừa qua. Dự thảo nghị định này mới ở bước là Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi trước khi tham vấn các bộ ngành liên quan và trình Chính phủ xem xét. Có thể nói, về lý thuyết, việc giảm lệ phí trước bạ không làm giảm giá xe nhưng làm giảm chi phí lăn bánh của một chiếc xe ô tô mới. Bộ Tài chính cho rằng, việc giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ kích cầu tiêu dùng cũng như thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất lắp ráp trong nước nối lại cái chuỗi cung ứng, tăng mở rộng đầu tư. Việc giảm phí sẽ giảm số thu, nhưng số lượng xe tiêu thụ dự kiến tăng nên tổng thu ngân sách vẫn có thể tăng. Thực tế như năm 2020, khi Chính phủ áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ vào nửa cuối năm thì số thu từ lệ phí trước bạ là 7.314 tỷ đồng và về lý thuyết số thu giảm ở mức tương ứng. Tuy vậy, mức thu này vẫn tăng hơn 1.600 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2020, giúp cho thu ngân sách nhà nước từ lệ phí trước bạ đạt hơn 13.000 tỷ đồng. Đặc biệt, số thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng cuối năm 2020 đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với 6 tháng đầu năm 2020. Như vậy là theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm lệ phí trước bạ năm ngoái đã giúp ngân sách nhà nước tăng thêm hơn 14.000 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm, từ ba nguồn là lệ phí trước bạ, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Điều này trái ngược với lo ngại về việc giảm lệ phí trước bạ sẽ khiến ngân sách nhà nước bị gánh nặng quá sức, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đã và đang phải gồng mình trước những tác động rất tiêu cực của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, cũng theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2020, khi chưa giảm 50% lệ phí trước bạ, thì lượng xe sản xuất lắp ráp trong nước đăng ký lần đầu là hơn 102.900 xe, bình quân là 17.600 xe mỗi tháng. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm, số đăng ký xe tăng gấp đôi. Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo, Bộ Tài chính cũng chia sẻ thêm về những thách thức khi áp dụng chính sách ưu đãi. Trong đó, có việc Việt Nam có khả năng chưa tuân thủ hoàn toàn quy định tại Hiệp định GATT của WTO, có thể tiếp tục nhận được yêu cầu giải thích từ một số nước không có hoạt động sản xuất lắp ráp trong nước tại Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách giảm chỉ kéo dài 6 tháng như biện pháp ngắn hạn, tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất trong nước trước tác động của COVID-19. Bên cạnh đó, theo Bộ Tài chính, tại Việt Nam, các hãng sản xuất lắp ráp ô tô lớn của nhiều nước hầu hết đã có nhà máy sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Một số nhà máy có công suất lớn như Toyota, Mazda, Hyundai, Kia, v.v. Do đó, các chính sách ưu đãi nội địa khuyến khích hoạt động sản xuất lắp ráp của Việt Nam cũng sẽ có lợi cho các hãng xe lớn trên thế giới tại Việt Nam. Thực tế thì một số nước như Indonesia, Malaysia cũng đã và đang áp dụng chính sách ưu đãi phát triển ngành công nghiệp ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trước tác động của đại dịch COVID-19. Trong khi đó, vì dịch bùng phát trở lại, ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong nước chịu thiệt hại nghiêm trọng. Số xe tiêu thụ trong năm 2021 tính tới thời điểm này giảm rất mạnh. Số xe đăng ký lần đầu trong nửa đầu năm nay là hơn 160.000 xe, giảm 24% so với nửa cuối năm ngoái. Đến quý 3 thì số xe đăng ký trước bạ chỉ đạt bình quân là hơn 16.000 xe mỗi tháng, bằng một nửa so với bình quân của quý 2. Trong tháng 8, con số này chỉ còn hơn 8.800 xe. Như vậy là giảm, liên tục giảm rất sâu. Cũng theo Bộ Tài chính, số ca nhiễm thấp hơn đỉnh dịch, nhưng dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, đe dọa nghiêm trọng ngành sản xuất lắp ráp ô tô do lượng tồn kho cao, công suất thấp khi không thể duy trì số người lao động và sức mua trong nước sụt giảm rất mạnh. Dự báo của các doanh nghiệp cho thấy, thị
thị trường ô tô không chỉ bị ảnh hưởng trong năm nay mà còn kéo dài sang các năm tiếp theo. Cũng liên quan đến lệ phí trước bạ thì mới đây, đại diện các nhà nhập khẩu ô tô tại Việt Nam là Viva, gồm các cái hãng như là Audi, Volkswagen hay là Subaru, Volvo, Jeep, Porsche, cho rằng chính phủ không nên chỉ ưu đãi xe lắp ráp trong nước và kiến nghị áp dụng giảm lệ phí trước bạ cho cả xe nhập khẩu. Viva cho rằng không công bằng khi ưu đãi lệ phí trước bạ cho ô tô chỉ dành cho loại sản xuất lắp ráp trong nước. Covid-19 ảnh hưởng chung đến tất cả các doanh nghiệp kinh doanh ô tô cả lắp ráp lẫn nhập khẩu chứ không riêng hình thức nào. Tuy vậy, trong cái dự thảo thì Bộ Tài chính không lý giải cái vấn đề này. Thưa quý vị các bạn, như vậy là khả năng giảm lệ phí trước bạ đã khá rõ ràng. Hy vọng chính sách giá của đại lý ô tô sẽ còn tốt để những ai đang có cơ hội sẽ có thể chốt mua trong thời gian tới. Vâng, bản tin của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.